đánh luôn đó. Chị Châu hư phải đánh chứ sao. Ông đánh luôn đó. Thấy chị lười học bị mẹ mắng khóc nức nở, em gái có hành động đáng đồng tiền bát gạo. Cái đó của em gái chỉ mới vừa tròn 2 tuổi, trên cổ còn đeo khăn ăn. Thấy chị bị mẹ la, mẹ mắng vì không chịu học bài, nên nó vội vàng chạy đến bên vực chị gái. Một mặt cô bé hết lòng hết dạ nhỏ nhẹ khuyên chị học bài, một mặt thì mạnh mẽ dữ dằn ngăn cản hết mình không để mẹ tiếp tục mắng chị hai. Con đến luôn đó. Con học bài đấy. Đánh đi luôn á. Kìa, ông đứng trong kìa. Con đi, ông sao không muốn sao đâu. Có đây, mày có đây. Chị Châu Hương có thể đánh chứ sao giờ. Không những thế, cô bé còn dịu dàng dỗ dành chị, mở tập sách sẵn ra cho chị học bài, nếu không sẽ tiếp tục bị mẹ mắng. Thậm chí cô em gái nhỏ này còn định đem giấu luôn cả cây thước vì sợ mẹ sẽ đánh chị hai của mình. Đoạn clip sau khi đăng tải đã khiến cho nhiều người cảm thấy thích thú trước thái độ hết sức dễ thương của cô em gái khi ra sức bênh vực chị gái của mình khỏi bị mẹ mắng. Một số bình luận được mọi người để lại: sao mà dễ thương quá bé ơi, cô tính sinh một bé thôi mà thấy con đáng yêu như này, chắc cô đẻ luôn hai đứa quá. Em bé không những lanh lợi mà còn biết bên chị nữa kìa chàng ơi, độ đáng yêu ít 10 luôn nha bé ơi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hồi mỗi ngày.